Ok, hai xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và mình là Mix đây. Chào, hôm nay chúng ta sẽ đến với thử thách sinh tồn trong ngoài đó. Casting 1.18 tập tiếp theo. Yay. Thì trong tập trước thì mình nói là sẽ đi mai rồi chúng ta sẽ đi trồng động vật đúng không? Anh nhầm. Chết, quên mọi người. Thì mình sẽ trồng động vật xong mình nói là tập này mình sẽ đi mai. Ok. Kiếm thêm vàng để đi đổi với bọn Bitling nha mọi người. Đó. Đi giao đấy thì ok, trong trường hợp này chúng ta sẽ mai kiếm thật nhiều vàng à. Có kim cương lấy kim cương, có sắt lấy sắt, trong ba khoáng sản này mình lấy tất cả than nữa. Ok rồi, trước video hôm nay thì tôi cứ cả một ngày có một ngày vui vẻ thật chẳng khỏe. Người đừng quên lại cho mình một nút like, comment, chia sẻ và một đăng ký. Khi đăng ký người nhớ đăng ký chuông để thông báo chụp video mới nhất của mình. Cảm ơn người rất là nhiều. Từ đâu ra dễ cưng. Rồi mình sẽ đi ngủ đã, mới vô map thôi mà đã tối sầm nhiều người. Trời ơi. Chắc mình sẽ rời một cái giường để dưới. À, khi nào mình có công trình nào khác đi ha. Khi nào mình có công trình khác. Ví dụ như mình tính định xây nhà nhà trên cây kìa, cái cây to to cao cao kìa. Đúng. Giờ mình sẽ di rời một cái đi. Chỗ này nó hẹp, nhà mình hẹp quá. Chơi vẫn chưa ngủ được. Thôi, không ngủ được cũng được. Không biết mình còn đuốc không nhỉ? À đây này, mình còn này. Thay bằng cái này đi. Để theo cái này mọi người. Yeah. Đi mai. Ô, chưa tối à? Giờ nó mới bắt đầu tối. Rồi thì ok mọi người, mình xin phép bật chế độ bình yên nhá. Mình đã bật rồi đấy, tại vì giáp mình vẫn chưa đủ mạnh mọi người nhìn này. Đó, giáp mình chỉ có mỗi từng này thôi, sao đánh được chúng nó, sao đánh đánh được mỗi con quái vật kia hả? Rồi đi rồi. Ồ, cảm thấy màn hình xước không? Đây, cái cung, anh nhầm cây à. Cần câu mình phù phép lên chất chữ, mình sẽ đào nốt đi cho cái cúp sắt này hỏng ha mọi người. Trời, đi xuống đây xong nó lâu thế gì thử nhá. Ui, không kịp mọi người ạ, nó lag quá. Hello, vàng ơi, vàng ơi. Vàng ơi, vàng ơi. Chết cha. Quên lấy than rồi mọi người ơi. Giờ tưởng nghe là phải đi lên. Thôi chúng ta đi ha. Chúng ta sẽ đi mò quanh đây thử. Lúc trước mình nhìn thấy quanh đây nhiều vàng mà. Sao giờ cục cũng không có gì trời. Tôi cứ đi thử đằng này đi. Tịt rồi, hết đường rồi. Mình phải đi ra thôi. Ngọc Loli này. Ngọc Loli thì mình lấy đủ rồi. Ui là trời. Ôi sắt kìa. Wow. Có cái ăn, có cái ăn. Sắt mình cũng cần mọi người. Sắt trên giường, trong giường mình hết rồi. Còn đúng mỗi cục thôi. Giờ mà có cúp gia tài đi mai thì mọi người gì? Khỏi nói luôn đấy. Ủa mọi người nhìn thấy chưa? Ủa, chính nó kìa. Kim cương. Ui. Ai. Trời đất ơi. Mình sẽ vào đây mình ít đốc, ít block để bắt lên.
Xem trên kia có mấy viên nào. Trời phù hộ em, trời phù hộ em. Từ này nhá. Cái lên. Ngày chờ xíu, nó trong giai đoạn căng thẳng. Chết cha hết rồi. Mấy cục đây. Trời đất. Có đúng cục à. Ô vàng vàng. Úi ấy. Chết cha. Vàng 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 vàng. Vàng vàng. Chủ yếu tập hôm nay chúng ta sẽ đi mai kiếm nhiều vàng thôi. Tập sau chúng ta sẽ đi xuống địa ngục. Chết cha mất cúp. Không sao. Chúng ta còn cây cúp thần thánh. Mình nhớ đường về nhà thôi mọi người ạ. Bởi vì quanh đây nó có đuốc mà. Mình đặt đuốc đâu mình nhớ. Lâu còn viên kim cương nào nữa không? Lòi mặt ra đây nào. Hết rồi hả? Ít thế. Sắt cũng lấy. Có kim cương cũng lấy. Còn nữa hả? Ui còn nữa này mọi người. Kinh vậy. Cái này tiêu xài cả làm một hôm hết rồi. Mình đi từ hướng lava lên không nhỉ? Như vậy á mọi người. Mình phải nhớ chính xác đường về. Cái cục sắt đây đâu rồi? Ui, à đây đây. Mình phải nhớ chính xác đường về mọi người. Chết cha chưa. Giờ. Nữa kìa, nữa kìa. Người nhìn thấy được không? À, đây, đó. Rồi, ok mọi người. Đây, một cục kim cương nữa. Đâu rồi? Bữa nay mình không thấy mà. Đâu rồi? Kim cương của tôi. Này, đợi xíu ha. Để mình tìm đã. Trời, cục vàng. Rõ ràng hồi nãy mọi người cũng thấy đúng không nhỉ? Mình ở trên đó. Mình nhòm xuống. Hay là bên này nhỉ? Để mình lên lại á mọi người. Để chắc chắn cái cục kim cương này. À, đây 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 mọi người ơi. Thảo lao. Tìm không thấy. Bé đâu có trốn được tôi bé ơi. Trời. Cục thôi hả? Chắc chắn. Vẫn sẽ còn mọi người. Chắc chắn. Trời ơi, hết rồi. Chín chút rồi. Giờ lên, ôi, đường lên rồi. Đây, đây, đây. U là trời. Quá trời vàng.
kim cương cũng nhiều như thế này thì 10 gì? Khó nói luôn đấy. Nhìn kỹ cho, nhìn kỹ cho. Trời, đống vàng bên kia luôn. Mình chưa dám đi sâu mọi người. Đi sâu đâu mất đường về nhà này. Toán. Rồi, để mình sang bên cái cục vàng kia. Toàn rồi. Thuốc mình hết hiệu lực rồi người ơi. Mọi người mình chờ mình trong giây lát ha. Ok mọi người, sau một hồi chỉnh sửa mình quay trở lại cho đây. Cái cục vàng nãy rồi. Ủa là trời, đâu rồi? Chắc không có mọi người ạ. Thì mình sang kia đi. Ấy. Bơi lên, bơi lên, bơi lên. Bơi lên, bơi lên. Quỳ vàng kia mọi người. Nhiều vậy. Thôi mình về nhá. Chúng ta phải quay ngược đây thôi. Cái gì đây? Không thể bỏ được. Mình cần rất nhiều luôn. Chưa hết này. Trời 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 trời. Nó hơi giật lag mọi người. Sắt đây này thì quá trời. Ô đuốc này. Chúng ta phải đi cùng dấu vết đuốc này thôi. Thì chúng ta mới về đến nhà được. Chắc đuốc chỉ về hướng này thật thật. Đuốc chỉ về hướng này. Để chúng ta phải trèo. Chắc thế rồi mọi người. Trèo, trèo lên. Đấy, à mình cứ trời. Trời ơi. Trời ơi. Đi một hoài cuối cùng chả thấy đường về luôn mọi người ạ. Trời. À đây được. Người to chà bá lửa thế mà còn không thấy, chịu mày rồi. Chờ xíu mọi người ạ. Đường này chúng ta chưa đi. Cho nên chúng ta sẽ đi nốt. Trong hôm nay thì chúng ta lấy được thêm 2 viên kim cương rồi. Cũng tạm ổn. Ok. Trời. Sao càng xuống sâu như này thì nó càng không có hay sao mọi người. Vàng với cả kim cương hết rồi. Ai lấy đây? Ai lấy của tôi điêu hết rồi. Trả đây.
lúc trước mình đi mài cột luôn. Trời đất ơi, xúc na vậy. Thôi chắc mình đi về đâu qua mọi người ơi. 19 cục này thì về thêm cả ở nhà nữa. À ừ ha, mình còn thấy một cái hang nữa. Ừ, về mình sẽ đi cái hang kia thử xem. Cái hang mới kia thử xem ha. Thì trước tiên cũng phải về đã. Thì sau khi mình về đến nhà rồi thì mình sẽ quay video tiếp cho mọi người xem ha. Ok, mình sẽ cắt đi này. Rồi ok mọi người, thì sau một hồi thì mò mãi mới lên được tận đây. Bò cái gì im mẹ mồm. Im mồm đi. Quen rồi. Cái mồm này hay quen đấy. Trời ơi. Để mình vào xem trong nhà đã. Vàng mình còn bao cục. Ui trời ơi. Cứ nung đi. Đúng khi đến khi mà cần là sắt cung nung đi. Sắt cung bỏ vào. Bỏ vào tất gỗ thì mình không thiếu, quanh đây mình toàn gỗ mà. Trời hết vàng rồi. Thế ok. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi về phía cái hang mới. Tới lúc dùng đến mày rồi. Con ngựa của tôi. Ê mày. Đường nào nhỉ? Đường nào nhỉ? À đây. Đi con ngựa cho nhanh người ạ. Ừ, mọi người có cảm thấy giật lag không? Cảm thấy giật không? Chứ mình thấy giật lắm rồi đấy. Trời. Đây chắc chắn là một cái hang này. Không phải hả? Không phải một cái hang hả? Thì nhìn giống mà. Đây có phải cái hang không? Ui, đừng chạy mày. Ở đây nha, để tao đi xuống xem thử. Đây. U là trời. U là trời. Thì đây không phải hang to mọi người ơi. Hang bé tí à. Đấy, về lát. Nó về lát những cái bờ lốc nào nó cũng bay lưu lửng hết. Khoảng vài giây thì nó mới rơi xuống người. Nó mới hút vào. Cứ đào thôi. Cứ đào đây này thôi. Đào thêm xíu nữa rồi. Đồn cục về mình còn làm đồ nung đuốc nữa. Tí lên là hơi bị mệt đấy nha. Còn không cho tôi một cục sắt hay gì cả. Trời đất ơi. Biết ngay mẹ. Cái hang như này là hơi nghi ngờ rồi. Nhưng mà nó có cái này. Trời, đúng cục.
đúng cục quấy con đường có đúng một cục mọi người ạ. Chơi 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 có đường à, ok là mình đào than mọi người. Ở đây mình xuống đường nào nhỉ? Sao giờ lên chả đường thế này? Ui. À đây đây. Trời. Đi ban đêm tất. Chơi kẹt kẹt lâu mãi trở ra được ngoài. Bò thì tôi không có cần nước đâu. Đây rồi, để mình xem đã, hang nước còn nữa, bên này còn nữa, chưa hết được đâu. Như thế hang nước à, cũng vẫn thế mọi người, cũng vẫn là hang nước. Trời ơi, nên đi đường nào đây bây giờ, mình kiếm một cái hang nào đó. Trời, mọi người ơi, ở đây nhé bé, bé ở đây nhé, bé đừng có đi đâu đấy, anh đi mai một xíu thôi, bé đừng đi đâu đấy bé nhé, ngay đợi mình xíu đã. Rồi, nốt việc, mình đang nốt việc, rồi mình đã quay trở lại rồi. Đây, có sắt không? Alo, 23 phút rồi. Chắc mình sẽ tham quan được cái hang này. Mà hang nó cũng chả rộng mấy đâu. Rồi mình đào chút than này mình về, mình sẽ kết thúc video ha. Trời, đi mai hôm nay chán òm. Rồi, hết. Các bé ơi. Con hoàng tử mình nó muốn về lắm rồi đấy mọi người. Con ngựa đâu rồi? Ngựa ơi, sao vậy bé? Trời, mình
phải lấy nốt 10 ạ. Không thể bỏ qua được. Sao lấy xuống không thấy nhỉ? Người có cảm thấy lạ không? Quá kỳ lạ. Ở đây, đường lên. Cứ kẹt hoài này. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã ra được rồi. Ra được rồi nhưng mà cái kết vẫn tối om sòm. Thế nào mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy không? Chứ mình hơi hơi. Hơi hơi nhìn thấy đâu. Trời ơi. Trời ơi, mọi người ơi, lên đây nào mọi người ơi. Nào đi rồi. 27 phút rồi. Video lại hơi. Ok mọi người, chắc video mình kết thúc đây nha. Nếu mà mọi người thấy hay đừng quên lại cho mình một nút like. Rồi kênh và bấm chuông, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hơi dài lắm rồi, gần 30 phút rồi này mọi người. Rồi, hơi dài. Rồi bye bye.